Có rất nhiều người đến hiện tại vẫn chưa biết build da là gì luôn. Vậy thì trong video này mình sẽ giải thích cho mọi người vì sao chúng ta nên build da nhé. Tại vì là da của chúng ta khi mà hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều khói bụi cũng như là sự lão hóa của tuổi tác ấy mọi người, thì da của chúng ta sẽ dẫn đến những cái hiện tượng như là thiếu hụt collagen này, rồi chảy xệ này, nhăn nheo này, rồi là sẽ bị thâm nám tàn nhang này, thậm chí là đồi mồi này, mụn này. Đấy, rất nhiều những cái tác nhân mà gây ra do khói bụi cũng như là do cái sự lão hóa của tuổi tác gây nên. Vì vậy cho nên là rất nhiều chuyên gia làm đẹp đã khuyên người dùng nên build da thường xuyên nhé mọi người, nên build da thường xuyên. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải build da? Build da là một trong những cái phương pháp làm đẹp mà sử dụng những cái hoạt chất hóa học nhé mọi người, hoạt chất hóa học nha. Giống như là sản phẩm build da của Huyền Phi thì có sử dụng 15% AHA và 1% BHA để làm gì? Để tác động lên bề mặt da và lấy đi những cái lớp tế bào chết, tế bào sừng ở trên da. Đấy, sau đấy thì can thiệp và lấy những cái bụi bẩn cũng như là sợi bã nhờn, dầu thừa ở bên trong lỗ chân lông, giúp cho da của chúng ta thông thoáng, giúp sản sinh collagen cực kỳ tốt và đưa lại cho chúng ta một cái lớp da mới mịn màng và trắng sáng, không còn khuyết điểm nữa. Thì đấy là tác dụng của build da. Vậy thì những đối tượng nào nên build da nhá? Mình thì mình không khuyến khích mẹ bầu và mẹ cho con bú build da. Đấy, nhưng mà những ai mà không bầu, không cho con ti thì chúng ta nên sử dụng build da mỗi tháng một lần nha mọi người. Mỗi tháng một lần. Ví dụ như là build da thì chúng ta có thể là build tầm khoảng 10 ngày, xong rồi chúng ta dừng, chúng ta phục hồi. Xong rồi tháng sau mà thấy da sần sần lên chẳng hạn, hay là da xấu đi, chúng ta cũng có thể là tiếp tục build da. Đấy, đấy là những cái dạng mà build da nhẹ tại nhà. Còn đối với những người nào mà đi build da tại spa thì chúng ta có thể sử dụng build da tầm khoảng 3 đến 5 tháng một lần. Đấy là chúng ta tác động sâu ở bên dưới da. Còn đối với những cái sản phẩm build da được bán như Huyền Phi á, build da stem cell này thì mọi người chỉ cần 1 tháng đến 1 tháng rưỡi mọi người build da cho mình một lần là da của chúng ta luôn trong tình trạng mịn màng và trắng sáng, không khuyết điểm nhá, không khuyết điểm, không da chết luôn. Build da thực ra là một cái phương pháp tẩy da chết hóa học mà thôi. Đây, nó lấy đi những cái lớp tế bào chết, tế bào sừng ở bên trên da, trả lại cho chúng ta một cái làn da mịn màng và trắng sáng. Nó không có gọi là không có bị hư da, không có bị tổn thương da. Đấy, nhất là đối với những cái dạng build da mà AHA chỉ có 15% và BHA 1% thì nó còn không gây bỏng đỏ, không gây bỏng rát, không rát, không đỏ, không sưng. Đó, bong thì cũng không có dạng là bong mảng, bong chóc để gây tổn thương da, mà nó chỉ có bong theo cái dạng là mùn mùn cám, lấy đi những cái lớp tế bào chết ở trên da để giúp cho da của chúng ta mịn màng hơn thôi mọi người. Nên là mọi người Huyền hoàn toàn có thể yên tâm và sử dụng cái sản phẩm build da nhà Huyền Phi nhá mọi người. Và trong quá trình build da thì mọi người nhớ này, phải phục hồi tốt cho da và phải bảo vệ da cực kỳ tốt bằng kem chống nắng. Buổi sáng thì phải sử dụng kem chống nắng, trưa phải sử dụng kem chống nắng, ít nhất một ngày phải sử dụng kem chống nắng 2 lần. Đó, và kem chống nắng thì phải sử dụng cái loại kem chống nắng phổ rộng ấy, và SPF phải 50 trở lên nha. Có những người sử dụng SPF tận tới 70, tuy nhiên là Huyền chỉ khuyên các bạn là sử dụng những cái dòng mà tầm khoảng SPF 50 là ok rồi. Rồi ngoài trong cái quá trình build da thì mọi người nhớ sử dụng kem phục hồi, serum phục hồi. Nó có những cái thành phần như là niacinamide hay là B5 đều rất là tốt. Và trong cái bộ đôi này thì Huyền khuyến khích là mọi người mua build da thì nên mua luôn chai B5 này nha, để sử dụng cùng luôn. Còn nếu như mà mọi người có kem phục hồi rồi, có serum phục hồi rồi thì mọi người chỉ cần mua build thôi. Còn nếu như mà trong quá trình build mà mọi người lười phục hồi thì mọi người không nên build da nhé. Tại vì build là phải đi kèm với phục hồi. Sau khi chúng ta lấy đi cái lớp tế bào chết ở bên trong da thì chúng ta phải bổ sung và cấp ẩm và phục hồi cho da, thì lúc đấy da của chúng ta mới đẹp được. Vậy nên là nếu như mà ai mà muốn có một làn da trắng sáng không thì vết thì hãy nhắn tin luôn cho bên Huyền nha. Bye bye.